con nhân dân. Còn bây giờ chúng tôi xin được đến với một câu hỏi tiếp theo ạ. Alo VTC16 xin nghe. Alo. Dạ vâng, xin chào khán giả ạ. Vâng ạ, chào bác ạ. Dạ vâng, xin mời khán giả giới thiệu về bản thân và đặt câu hỏi cho các chuyên gia của chúng tôi ạ. Tôi đang nuôi trâu, đang nuôi trâu nhập. Dạ vâng. Trâu được nó khoảng hơn 3 năm tuổi. Dạ vâng ạ. Thời gian trước thì nó ăn uống bình thường. Tuy nhiên đến tháng nay là tự nhiên nó bỏ, nó không ăn cỏ. Ăn bất kỳ một loại rau xanh nào, cỏ xanh nào mà nó chỉ có ăn rơm thôi. Dạ vâng. Nó chỉ có ăn rơm và ít nước tinh bột. Thì tôi không phải chuyên gia về là nó mắc bệnh gì. Mà trước đây, cách đây gần một tháng cũng có nhờ một người cũng đi lấy chích. Thì nó bảo là bị ký sinh trùng đường máu, thì họ cũng đã chích 5 mũi ký sinh trùng và truyền 4 ống muối và một ống gọi là G5. Nhưng mà đến nửa tháng nay rồi mà nó vẫn chỉ có ăn dơm và ít nước tinh bột, thì cho hỏi chuyên gia là đấy có phải là bệnh ký sinh trùng hay là nó là loại bệnh gì, nhờ chuyên gia trợ giúp ạ. Dạ vâng, xin mời chuyên gia Trương Văn Dung ạ. Vâng, xin chào khán giả. Thì tôi nghĩ thế này, tức là cái việc mà trâu tại sao nó lại không ăn cỏ xanh mà nó chỉ có ăn rơm không thôi. Đấy, và uống cái nước tinh bột. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề này ấy, cần phải được xem xét một cái kỹ lưỡng. Bởi vì nếu như nó bị bệnh ký sinh trùng đường máu ấy, thì có thể là tiên mao trùng, có thể là Babaria. Thế nhưng mà cái này thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà bị bệnh ký trùng đường máu thì bao giờ nó có kèm theo hiện tượng bị sốt. Đấy. Nếu mà anh không thấy bị sốt thì không thể nói rằng nó bị ký trùng đường máu được. Đấy. Cho nên là cái đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là cũng chưa chuẩn. Thế thì anh xem là nó có, trong quá trình mà người ta chẩn đoán là bị ký trùng đường máu thì có thấy nó có dấu hiệu bị sốt không? Đấy. Nếu mà không thấy dấu hiệu sốt thì không phải là cái bệnh ký trùng đường máu. Ví dụ như cái bệnh tiên mao trùng chẳng hạn thế, thì bao giờ nó cũng có một cái chu kỳ thế này, tức là đầu tiên là nó sốt, sốt cao. Thế xong sau đó thì bắt đầu khi mà cái kháng thể nó tạo ra thì nó làm cho bắt đầu nó lại giảm sốt đi, tức là theo độ thì hình sin, tức là cái đồ thị của sốt theo độ thì hình sin, thì đấy là chính là bệnh tiên mao trùng. Bệnh tiên mao trùng thì lúc đó người ta mới phải dùng cái thuốc để mà điều trị. Đấy, chứ còn nếu như mà chỉ ăn rơm không thôi thì cái đấy không có dấu hiệu để nói rằng là bị bệnh tiên mao trùng. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là anh cho ăn anh cỏ mà không ăn thì tôi thấy cũng hơi kỳ lạ. Đấy, rất có thể là nó bị nhiễm thêm cái giun ở đường tiêu hóa. Tôi nghĩ là như thế. Đấy, và nếu mà bị nhiễm giun đường tiêu hóa thì tôi khuyên anh là anh nên dùng cái thuốc mà Mebendazole hoặc là Fipronazole. Đấy, anh cho nó uống theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là anh nên dùng thuốc caffeine kết hợp với vitamin B1, vitamin C. Anh tiêm bắp cho nó một lần trên ngày và tiêm bắp có thể 3-5 ngày liền để nâng cao sức khỏe cho nó. Cái thứ ba là anh dùng thuốc Catosan 10%, anh tiêm bắp một lần trên ngày và tiêm bắp cho tôi 5 ngày liền. Thì tôi nghĩ rằng là nó sức khỏe lên thì nó sẽ ăn uống trở lại và nó tẩy được cái giun sán được tiêu hóa đi thì nó sẽ ăn cỏ trở lại. Chứ còn cái chuyện tự nhiên nó không ăn cỏ mà chỉ có muốn ăn rơm không thì tôi thấy điều hơi kỳ lạ. Thì anh cứ làm theo cái phác đồ như của tôi, sau đó thì anh thấy cái hiệu quả đến đâu anh sẽ gọi điện lại cho VTC16 để chúng tôi sẽ có thể tư vấn tiếp cho anh. Dạ vâng ạ. Khán giả ngoài ra có muốn được chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ thêm vấn đề gì nữa hay không ạ? Vâng, tôi nghĩ là có khả năng nó bị cái ký sinh trùng ở đường tiêu hóa chứ không phải là ký sinh trùng đường máu. Ký sinh trùng đường tiêu hóa. Vâng, thì anh có thể dùng cái Fipronazole hoặc là Mebendazole, anh pha theo đúng chỉ dẫn nhà sản xuất anh cho uống. Dạ vâng ạ, và tổng đài 19006145 của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng mở để tiếp nhận phản hồi của khán giả cũng như là những câu hỏi khác mà khán giả gửi về. Và chúng tôi xin được chúc cho khán giả chăn nuôi thành công và cảm ơn chuyên gia Trương Văn Dung với những tư vấn vừa rồi ạ.